Bữa nay đi chợ với má vui quá. Má muốn tự tay má lựa đồ ăn cho nên má muốn đi chở má đi chợ, bữa nay vui quá. Mua này không? Má đang lựa. Má mua rồi má. Thôi chơi đi. Má mua cho nước mắm này nè. Nước mắm này mà má xài quen, nước mắm này không chịu. Má ơi, mình mua cà rốt về hầm hầm súp cho má. À, muốn cái nhỏ này được ạ. Mua hai bó luôn hả má? Ừ. Dạ. Mua về hầm. Dạ. Cậu cũng về. Dạ. Ok. Rồi đi. À, mua lá tía tô gì cho ba uống nước với lại cải xanh á. Cho ba uống cái đó. Ba với má uống cái nước cho đó. Cái này về nấu canh hả má? Để ra con, để con. Ừ. Hai bó cải, hai bó cà rốt. Rồi. Mua đủ đủ đi. Má để xe đó đi con lo cho. Mình mua cái chín luôn á về ăn liền. Cái kia đi hả? Thôi cái này, cái này, cái này. Má lựa đủ đủ nè. Con nghĩ trái này nó vàng hơn nè. Mình lựa chín ăn liền luôn á má. Trái đó chưa có chín à. Má đội cái mũ thấy thật nghiệp không? Khỏi đội mũ được không? Lạnh. Lạnh hả má? Con ngửi trái này được không? Trái này là chín nhất nè. Được không? Để hỏi người khéo. Khéo rồi hả? Ờ, cái này xấu quá. Cái trái kia chín kìa. Để con cầm thử nha. Cái này chắc rồi. Ờ, má coi cái đít nó để làm gì vậy? Làm sao má? Tươi thì mới. À, dạ trái này ngon nè. Ừ. À, coi ra nó có dập gì không? Ok ha. Dạ, được rồi. Rồi, lấy một trái đu đủ bự quá trời. Ăn đu đủ có hết nữa hả? Để con cầm cho. Để đây. Rồi đi. Cái bao con. Ngon lắm á. Cái này nè. Purple jam nè. Ngon lắm á. Để con đi lấy bao. Bao thường nó để đâu? À đây này, bao đây này. Đây con đi lấy. Rồi bây giờ mình mua một bịch khoai. Tí nhỏ này phải lộn vỏ. Ít chừng. Lộn vỏ của người ta, lộn xe. Mua cải xanh về uống, làm nước uống. Cái đó gì vậy má? Ngoài á. À. Ồ, dạ, đúng rồi. Cải bẹ xanh này nè, nấu với thịt nạc. Rồi giờ mua thêm lá tía tô. Có mua cà chua. Bơ. Hành tây, đúng rồi. Hành tây rồi. Để con lấy cái bao cho má nha. Ừ. Bao ở bên này để tuốt ở trên cao thì kiếm thấy mồ luôn. Bây giờ mới biết. Nằm ở trên cao. Hãy mở cái đã, khó khát. Mình mua nhiều luôn hả? Mình nấu phở. Nấu phở gà. Vậy hả? Ok. Khoai hình như nó nằm bên này hả? Ồ, nước dừa tươi kìa, má thấy không? Đó, uống nước dừa tốt lắm đó. Quả dừa khô hả? Ủa dừa này dừa khô, à dừa khô. Mình nhìn thành dừa tươi. Ở đây đâu có bán dừa tươi hả anh? Không phải rồi. Ờ dạ. Ờ ok. Cái này không về nấu canh ăn tốt á. Để con đi kiếm lá tía tô. Đây nè. Tía tô đúng rồi. Ở bên này cái gì cũng có chợ Việt Nam đã quá ha. Biết toàn tiếng Việt không nè. Đó. Cái gì có tiếng Việt á. Bên kia đâu có tiếng Việt đâu. Để lấy cái bao nằm ở trên. Cái bao ni lông nó cũng nằm ở dưới nè.
Để nó nằm ở trên nè. Mình đi kiếm mình không biết để lá tía tô để về nấu nước cho ba uống. Rồi. Rồi có mua rau về ăn không á? Không hả? Chắc mình mua khổ qua về ăn tốt lắm á. Để con đi kiếm cho. Con đi kiếm khổ qua cho. Ơi, khổ qua ở đây nè má. Để con đẩy xe cho. Hồi xưa ghét ăn khổ qua lắm mà bây giờ mình nghĩ khổ qua tốt á, mình thích ăn. Thịt nạc này nè, đừng có mỡ. Nấu canh nó lạnh mình ăn. Ít thịt xay. Mình khỏi về mình khỏi băm. Dạ. Cho em bao chú. Bao gì? Đây này. Dạ thịt. Ủa, thịt này heo. Heo gà. Ủa, cái này là bò, cái này heo, cái này gà. Heo đi heo. Một bao hả? Dạ. Con gà ta nó phở đi. Cái này là gà mái đi bộ nè, 13 đồng, 14 đồng một con. Đó. Rồi mua một con về ngày mai đám giỗ bà ngoại, bà nội. Mình nấu phở gà. Ok. Con 5 miếng. Lấy cái miếng nào ngon ngon chú. Giờ con làm mà sườn cốt lết cho ba má ăn. Lấy cơm. Sườn cốt lết ở đây là 3 đồng 69 một thao. Cái này mấy thao vậy chú? 2 thao. Hai thao hả? Ờ dạ được. Ok. Ủa mình đi mua thịt, má đi đâu mất rồi? Ờ má đằng kia kìa. Má đằng kia. Ủa má làm gì vậy? Mua con cá này hả? Trời, má mua 2 con cá đó hả? Để làm gì vậy? À cái con cá chiên phải không? Ờ ngon đó hả? Ủa vậy giờ má định mua cá này hả? Mình cắt ra mình ăn hả? Hả má? Mình hấp lên ăn hả? Hấp lên nấu canh ăn ngon lắm. Hả? Nấu canh ăn ngon. Dạ. Canh với thơm với cà chua này kia đó. Ừ. Ngon lắm. Mình ăn với bún cũng ngon lắm ha. Trời ơi. Con cá nó bự, nó lôi má đi luôn. Rồi quá trời. Cá này là cái cá gì? Catfish. Cá ở trong farm. 3 đồng 79 một thao. Đã quá ha. Tươi dễ sợ. Rồi ăn bên này nó tươi ghê. À, cá thu nó sale 2 đồng 49 à. Ngon quá hả? Cá thu ngon á. Cá thu này ngon lắm, mình làm. À, ngon lắm. Lấy mình rồi đó. It's mine. Má lấy thêm con cá thu nữa không? Cut. Yes, cut. Cut mấy miếng? Cắt là mấy khúc? 4 khúc. Ok, cut 4 pieces. Thank you. Để con làm cho, để con lấy cho. Cái này nữa. Má, cái này má muốn cắt không? Cắt đi, cắt ba. Cut 3 pieces, please. Thank you. Ổng đưa cho mình từng con á là một cái số. Thank you so much. Mỗi lần mình mua cá, mình để trên cái khay, mình xếp hàng á, cái đến phiên cá của mình á, cái ổng cân xong rồi, ổng hỏi xong rồi, ổng đưa cho mình cái số này. Khi nào làm xong á là mình lấy cái số đúng cái số này. Cá của mình đó, 2 con cá là 2 số, C58, C59. Vui quá. Cắt cá này cá thu không á? Ngon quá hả? Ngon thì mày mua một cục được không? Ngon quá hả? Đồ ăn ở đây tươi ghê. Ồ, nghe nói cá cơm mà nó ngon lắm á. Má muốn ăn cá cơm không? Cá cơm mà càng nhỏ là càng ngon má hả?
Tinh Trần nó nói là cá cơm mà người ta nấu sẵn luôn á, còn mình mua về mình nấu đi chứ hả. Thôi khỏi mua cá cơm đi mắt. Cơm mình kho ăn không có tốt bằng cá mình luộc mình hấp. Ăn cá hấp cá luộc ngon hơn. Mình đang đứng đợi cá, má đi qua kia nó làm gì. Đợi cá người ta làm xong người ta kêu số. Bây giờ là đang bàn tính ăn gỏi gà hay phở gà. Ủa coi, cháo gà thì mới làm gỏi gà phải không má? À, gỏi gà thì mình trộn bắp cải hay là trộn rau răm? Bắp cải rau răm luôn hả má? Trộn bằng tay. Bằng tay hay phở cũng được. Dạ, vậy được rồi ha. Phở hả? Má thích phở hả? Ờ, má thích phở hơn cháo đúng không? Rồi, vậy được rồi. Phở thì mình phải mua giá với lại rau quế chứ. Rồi giờ phải đi mua giá với rau quế. Hành ngò rồi, giá rau quế hành ngò. Bây giờ đi. Chút quay lại lấy cá sau đi, bây giờ đợi lâu lắm. Đi. À bây giờ quay. Má đang rửa tay. À, má đứng đây, con chạy đi mua đồ. Má đứng đây, má nghỉ đi. Con chạy đi mua đồ. Con quay lại nha. Má đứng đây nha. Ừ. Cho nó nhanh. Sập bí xuống. Ok. Thank you sir. Đây là bây giờ không biết quế. Không biết phải không? Ờ đúng rồi. Cái này để ăn phở nè. Cái này được rồi. Rồi. 2 đồng mua bịch giá. Giá nào ta? Chắc cái này đại đi. Rồi. Rồi mua hành ngò. 2 cái 1 đồng. Ok. Cái này 1 đồng. 2 cái 1 đồng. Cái cha phải lấy cái bao. Rồi, mình mua 2 bó ngò với 1 bó hành. Với 1 bịch giá, 1 rau quế. Rồi xong. Trời ơi. Đợi mà nãy giờ xếp hàng nửa tiếng rồi chưa có được mua cá nữa. Má thích cá này. Chắc con phải đứng xếp hàng ở đây. Hello. Rồi con mua nhiều quá hả má? Má muốn mua cái gì má suy nghĩ đi. Ai đây? Giơ tay hoài mà. Giơ tay cao quá trời cao luôn mà không ai thấy. Bán đắt dễ sợ luôn. Ok, sir. My mom. One. Yes. Yeah, yeah, yeah. Yes. Right here. One. No good. Oh. Ok. You can choose for me. Thank you so much. Cái này ngon hơn, nó nói vậy. Thank you so much. You can cut for me. Okay. Nó bận quá rồi, nó không mất hết. Mình cắt được không sao? Mình lấy cái chày á, mình gõ cái dao bự xuống. Má, nó bận quá nó đâu có chịu cắt đâu má. Vậy được rồi. Hay là con chở má về đi rồi con chạy ra lấy cá. Để con hỏi nó bao lâu nha. Hey sir, I have a 58, 59. Yes, 59. Yeah, 59. Oh, not yet. Yes, in the line. How long? 10 minutes. 5 minutes. 10 minutes. Okay. Chưa. Yes. Số 50 mấy chưa nữa. 57. 57. Oh, 57. Mình là 58. 58 and 59. Nó gần tới rồi. Rồi xong đi về có cá hết rồi nè. Trời ơi, cá mà giống như đi ăn cướp vậy đó. Thấy ghê luôn á. Phải lấy số. Rồi mút kỹ luôn. Bây giờ có rồi mừng quá. Về hôm nay ba đợi. Đi về. Bây giờ tới phim tính tiền mừng quá. Khách hàng dài lắm.
mừng quá. Rồi. Một, hai. Mười hai. Cơm hết rồi con. Dạ, hết rồi hả? 13. Vậy thôi má. Để con hỏi cái cô kia thử. Người ta má hỏi người ta đó má. 10 giờ là hết rồi. 10 giờ là hết rồi. Má hỏi rồi hả? Ừ. 14. 14 thứ. 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. 25 món. Vui lắm hả? Bây giờ mình về là vừa lắm á. Vui quá trời. Mình gấp cho mình lại đẩy mình đụng cho ông chửi cho chết cha. Đó, bây giờ mình đi chợ xong rồi mình đi ra ngoài đường. Má đi vô đây làm cái gì ta? À, má lấy báo. Đi mua một nải chuối câu để cúng bà ngoại bà nội. Má. Hình như cái xe con là ở đây, con đi lên xe trước được không má? Nha. Con để đồ lên xe rồi. Má đứng đây đợi con nha. Dạ. Ok, bây giờ mình khiêng đồ lên xe. Rồi, mình khôn quá, mình đem thêm một cái bao bự mình đựng hết đồ vô. Rồi, còn mấy này hết chỗ. Đó, mình khôn quá, mình có chỗ, mình đã khiêng đồ xe hết rồi. Ây dạ dạ. Mình đi check cái xe này đâu ta. Đây ơi, không biết. Để đây, để trong luôn cho anh ta. Xong. Mệt quá. Lấy lên xe rồi. Bây giờ chạy đó. Đóng má. Bây giờ này. Rồi má đi kiếm mình. Mình phải đi đón má. Oh sorry. Má đâu ta? Ba mới vừa gọi. Má là đang trên đường. Má đâu rồi sao? Chợ gì ta? Bà Tơ. Chợ Bà Tơ. Đang mua chuối. Chợ Bà Tơ. Bây giờ đi lùi. Đi kiếm cái chỗ. Đợi má. Trời ơi, đi chợ ở đây đông quá. Mỗi lần đi chợ thấy cực khổ. Không phải cực khổ nhưng mà thật sự đầu tư nhiều á. Người ta mua nhiều quá trời luôn. Hai ơi, đi chợ ăn uống bên này là đã nhất. Đồ ăn quá trời tươi. Mà ở đây người ta không có cho mình bao giống như bên Virginia. Mình phải đem theo cái giỏ mình đựng đồ vô. Hai ơi, má kìa. Thấy má kìa. Má ơi. Thôi kệ. Ông kêu lại cho má nghe. Thấy đẩy cái xe vô cái xe của mình sợ quá. Trời ơi, ở đây Việt Nam không. Công nhận.
thì đầm quá. Mẹ tới phiền má rồi đó. Ở bên này đi chợ nhiều món quá mà đi chợ đã quá. Đi lâu lâu á má mới được đi chợ. Chở má đi chợ má vui. Lâu lâu vậy đó. Chở má đi chợ má thích cái gì má mua cái đó má vui lắm. Còn mình để má nhà hoài á má cũng buồn. Mình để má xin xin đứng đây đi. Để má cho má thấy. Đứng đây đây luôn. Mình sáng giờ làm lu sẽ buồn. Không có má ơi con này má. Má để đồ lên xe đi cho đỡ nặng. Đi đây con. Má ơi chú cao. Dạ vậy không có rồi má nguyên cái chợ không có chú cao luôn. Trời ơi. Rồi má định mua cái gì nữa vậy? Ba kêu á má ơi đi về má ơi. Dạ 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 chào cô. Mã của tạm. Má, má đi đâu là ai cũng biết má của Tám đó. Cho nên là má phải má là phải là người nổi tiếng lắm. Nổi cái... tiếng gì đâu mà giống như là con khỉ độc. Con quay má nè. Má nổi tiếng gì đâu mà giống con khỉ độc vậy. Má mua cái gì? Đường trăm thôi là mẫu mấy đâu. Đường trăm thôi là mua mấy trái quýt với lại cái gì quên nè, với bông xoài. Với xoài mà hết năm mấy rồi. Trái thanh long. Dạ. Cái thanh long mà năm mấy rồi. Hộp, hộp gì? Hộp nho. À. Con đi ra chợ ABC thấy nó ghi có 6 phút mà con còn biết đường, con phải con phải để mát đây nè, bây giờ đi về cũng để mát nè. Ở đây là không biết đường, không có cái mát là coi như bó chân nhà rồi đó. Vui không má? Lâu lâu đi chợ cũng vui quá hả? Mà có mệt không má? Đang làm mua gạo mua nếp. Thôi thôi má. Cho nên con nó đang trên đường về gần tới nhà rồi. Chàng chạy đi kiếm má, thấy má mừng quá trời. Mấy cái đó mình mua sau đi, bây giờ mình mua nhiều lắm rồi. Khiêng không nổi đâu. Để con đi mua một mình. Mấy cái đó má không có cần. Tại vì cái này má cần đi là tại vì má muốn mua cái gì má ăn với lại đi lo cái vụ đám giỗ phải không má? Còn chỗ con á má. Hồi chị em Mân Côi á, chị nói nhìn á là biết á, là má là hiền ba, má là dễ chịu ông ba. Cái nói là tại vì chị á, chị là cũng đã từng nuôi ba má chị. Mà ba chị á thì hiền giống y như má em vậy đó. Còn má chị khó chịu dữ mà nói ý là khó chịu á, già thì thường ai cũng khó chịu á, mà hay mà lịch lãm á, nói vậy đó là má. Còn mà cho nên là ngược lại vậy đó, giống như má của chị là giống ba, cái tánh giống ba. Còn má của con để bên này để đem đồ vô. Dạ. Má của con á, ủa mình để đây mình đi vô trong cái bếp nhanh hơn chứ. Bây giờ má xuống trước đi, để ba trong rồi con đem đồ vô cho. Đó, má vô đi. Má đi vô đi, má đừng có còn khẩu trang kìa. Đó, là con đem hết đồ vô cho. Con đi ngã sau nhanh hơn.
con lùi cái đít chôn đi nhà sau. Thôi mấy rừng cầm gì hết, mấy mệt mấy té vậy. Mấy vô đi. Cầm bớt cái. Không biết sao. Cầm, khoái cầm quá. Rồi. Mấy vô đi. Hơ nô nô. Má cầm cái bông đủ rồi. Mấy vô cho ba mừng đi. Rồi bye bye các bạn để đã về tới nhà. Bây giờ ba là trong má dữ lắm. Bây giờ mình phải mình lùi cái đít lại chứ quên. Má vô trước cho ba mừng đi thôi. Ba là trong la. Thì mình cho lùi cái đít vô. Mình khiêng đồ vô bếp dễ hơn. Bữa giờ lo cho ngày hôm qua ba bị gao đau dữ lắm, bây giờ ok hết rồi, cũng mừng, cũng lo cho ba xong rồi, bây giờ ba cũng ok khỏe rồi, bình thường rồi, nhưng mà bây giờ là phải không, tuyệt đối không có cho ba ăn bậy bạ nữa mà phải ăn đồ healthy. Cho nên là bây giờ đi chợ mua toàn rau rán không à, cho ba ăn, không có cho ăn những cái đồ mà độc địa nữa. Mà tại vì ba không có chịu á, chứ mình nói ba đừng có ăn cái này, ba đừng ăn kia, ba không biết sao ta ăn từ bữa giờ rồi, có ai cấm đâu, tại sao mới cấm ta, la quá sợ quá. Bây giờ thì nói nhỏ nhẹ, giả bộ nói không có, đưa cho ba những cái đồ ngon để ba ăn. Bổ, không phải là bổ mà mình healthy, rau rán thôi. Ok, bye bye các bạn, tới đây là chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye. Bye bye các bạn. Bye, thank you.